Vụ việc cô gái khoe tiêm vaccine nhờ quan hệ, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Hữu Nghị giải trình. Trong văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, Thanh tra Bộ Y tế nêu rõ, sáng ngày 20 tháng 7, một số tờ báo đăng thông tin dân mạng bức xúc khi Hoa Khôi khoe tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký, nội dung có liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Hữu Nghị. Để làm rõ nội dung nói trên tránh gây bức xúc cho người dân, Thanh tra Bộ yêu cầu Giám đốc Bệnh viện báo cáo, giải trình cụ thể, chi tiết về vụ việc, báo cáo gửi Thanh tra Bộ Y tế trước 10 giờ ngày 21 tháng 7. Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin, nữ sinh được cho là Hoa Khôi của một trường đại học ở Hà Nội khoe có thể tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện Hữu Nghị mà không cần đăng ký. Theo đó, nữ sinh VPA đăng tải thông tin lên Facebook cá nhân với nội dung như dịch bệnh ngày càng đáng sợ, kể cả AstraZeneca cũng được, nhưng hai vợ chồng cứ muốn chờ với Pfizer để tiêm như đúng mong đợi. Tối hôm qua vừa đọc báo Hà Nội giãn cách, thì ông ngoại gọi mai tiêm luôn, với Pfizer con nhé, mà thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành mũi 1, vậy là cũng nhiều chút yên tâm giữa đại dịch ngày càng đáng sợ. Đáng chú ý, khi nhiều bạn bè vào bình luận hỏi về thủ tục đăng ký thế nào để được tiêm vaccine phòng COVID-19, thì tài khoản này trả lời, chị không đăng ký em ạ. Chờ đăng ký không biết đến bao giờ mới được tiêm.